Xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh. Hôm nay chị mới nhận được 2 thùng đồ. Wow, ở bên trong này là gì chắc các em cũng sẽ thôi chưa biết đúng không nè. Đây là 2 thùng đồ chị Chim Xinh đặt mua. Và đây giờ chị Chim Xinh sẽ mở ra cho các em coi nhé. Vì chị biết là các bạn nhỏ ở kênh của chị rất là thích chơi hình dán. Chính vì vậy hôm nay chị đã đặt hàng và mua rất là nhiều những cái loại hình dán khác nhau như thế này về để chơi cho các bạn nhỏ coi. Đây là thùng thứ nhất, có quá trời trời luôn á. Các em thử nhìn coi, nhìn sơ qua là thấy rất là nhiều nè. Những mẫu hình dán nổi. Đây là hình dán nổi, rất xinh. Tiếp theo, đây là dạng hình dáng chim. Mở cái thùng này, chị sẽ bỏ xuống đây nha. Mẫu này cũng rất là đẹp. Wow, quá trời hình dáng luôn. Tha hồ mà chơi. Tặng bạn. Đây là 2 cái. Có lẽ là vì chị mua nhiều cho nên là người ta đã tặng kèm thêm cho chị Chim Xinh 2 tấm như thế này. Đã quá, còn được tặng quà nữa chứ. Tiếp theo là hình dán công chúa. Chị Chim Xinh khui thùng và giới thiệu cho các em về các mẫu hình dán mà chị mới mua. Sau đó ở những video sau chị sẽ tiếp tục chơi cho các em coi nhé. Nhiều lắm. Mẫu này nữa nè. Còn đây là hôm bữa chị có chơi mẫu này rồi nè. Là đằng sau nó có hình cô bé như thế này. Đây là dạng hình dán dài. Chị Chim Xinh chưa từng chơi hình dán này đúng không? Nhiều kiểu lắm. Quá trời kiểu luôn, rất là xinh. Những cái hình dán này á, chị mua với giá khoảng 5 đến hơn 10 ngàn, hoặc là 8 hoặc 9 ngàn một tấm. Có tấm nhỏ nhỏ xíu thì khoảng 3 ngàn, tùy theo tấm to tấm lớn. Ở video lần trước chị có nói với các em là chị mua khoảng 8 hoặc 9 ngàn chứ không phải là 89 ngàn. Nhưng mà có rất là nhiều bạn nghe nhầm và nghĩ là mua hình dán 89 ngàn. Không có đâu, hình dán thì rất là rẻ. Tấm nào mà bự lắm, nhiều lắm thì cũng chỉ tầm 10 ngàn là nhiều rồi, 10 hoặc 12 ngàn là nhiều rồi. Còn không thì sẽ khoảng chừng 5-6 ngàn. Những tấm như vậy này thì rẻ nè. Có cả hình dán thẻ nữa. Hình dán thẻ này là một trong những hình dán mà được các bạn thích nhất luôn. Và chị Chim Xinh cũng rất là thích chơi hình dán này. Có nhiều mẫu lắm. Cái này bán lẻ hình như là 11 ngàn hay 10 ngàn gì đó. Xinh quá phải không các em? Wow, quá nhiều hình dán, chơi không biết bao giờ mới hết luôn. Vẫn còn một xấp các hình dán dài nè. Đây là một mẫu. Mẫu tiếp theo. Mẫu cô gái tóc ngắn. Bạn nhỏ nào muốn chị Chim Xinh chơi cái hình dán nào trước thì các em hãy để lại bình luận bên dưới video nha. Chị sẽ ưu tiên chơi những hình dán mà các em mong muốn trước nè. Wow, sắp hình dán bự chả bá cuối cùng. Đây là dạng hình dán, nó có 2 lớp như thế này và ở trong có rất là nhiều búp bê luôn.
Đây, tấm này bự lắm. Tấm này là chị nhớ không nhầm là hình như là 12.000. Có rất là nhiều đồ. Wow, tấm này mới bự nè. Quá bự luôn. À, tấm này có mấy nàng tiên bướm nè. Tiên bướm rồi. Hình như tấm này là chủ đề về các nàng tiên. Đẹp ghê ha. Ok, chị đã mở xong thùng thứ nhất rồi. Chúng ta đã có rất là nhiều hình dáng như thế này. Quá đẹp. Và bây giờ chị Kim Sinh sẽ mở thùng thứ hai nhé. Ta da, đây là thùng hàng số 2. Thùng hàng này nhỏ hơn thùng lúc nãy một chút xíu nha. Chị sẽ mở ra luôn để coi bên trong này chúng ta có hình dáng gì đây. Wow, quá tuyệt. Đây là dạng hình dáng mà chị Kim Sinh thích nhất nè. Dạng hình dáng sổ. Một cuốn sổ như vậy thường có khoảng 15 đến 16 thẻ ở bên trong. Nhiều lắm em ơi. Ở trong này nhiều lắm. Vẫn còn nè. Chị sẽ lấy ra từng cái để cho các em coi nha. Tập đầu tiên. Đẹp. Ở đây là cái gì đây? Hả? Ồ, đây là dạng tô màu và dán hình. Ở giữa trang thì nó có hình những nàng công chúa. Còn ở bên ngoài nó có hình những nàng công chúa Disney để chúng ta tô màu. Xinh. Các em hãy cùng xem kỹ nhé. Và muốn chị Kim Sinh mở cái bịch nào thì các em có thể để lại bình luận bên dưới. Chị sẽ ưu tiên mở trước. Wow, dễ thương quá, chị thích cái này nè. Trước giờ thì chị Kim Sinh hay chơi búp bê dạng lớn. Còn đây là búp bê dạng nhỏ. À, đây là nàng công chúa Ariel, tiên cá. Cũng có hình dáng về các nàng tiên cá, về các nàng tiên công chúa. Rồi cũng có hình để chúng ta tô màu. Sophia. Ở trong có cả có nhiều công chúa lắm. Còn đây là Pony. Pony. Ai là fan của Pony thì chắc chắn sẽ rất là thích nè. Vẫn còn nha. Lấy hết ra luôn. Một sấp bự. Elsa và Anna. À, thẻ này hình như là mình có rồi thì phải. Mẫu này có vẻ lạ nè các em. Ủa sao lại có cái vỏ không? Ồ, cái bộ này chị Kim Sinh đã từng chơi rồi. Vậy là bị trùng mẫu. Còn đây là hình bác sĩ. Búp bê chân dài. Hình này là chị Kim Sinh rất là hay chơi nè. Ở nhà của chị có nguyên một bộ sưu tập. Rất là nhiều những cái hình dáng. Hai em này dễ thương quá. Ai đây? Ok, em có biết nhân vật này không? Nhìn có vẻ lạ quá ha. Sophia đây rồi. Sophia, chị rất là thích nàng công chúa Sophia này của Disney. Chúng ta còn nhiều lắm, nhiều mẫu lắm. Đây. Như cuốn này nãy chị cũng chưa giới thiệu. Wow! Bây giờ chị Kim Sinh đã sở hữu rất là nhiều những cái sticker, hình dáng búp bê. Nãy giờ chị mở ra chắc cũng phải cả 50-60 mẫu quá nhờ. Wow! Cái này thì chị Kim Sinh sẽ cố gắng quay video thật là nhiều để mở thật là nhiều những cái hình dáng như thế này cho các bạn nhỏ coi nhé. Và đừng quên để lại bình luận ở bên dưới muốn chị Kim Sinh mở cái nào trước nha. Chị Kim Sinh cảm ơn các em đã theo dõi hết video này.
À quên, bạn nhỏ nào mà muốn mua những cái hình dán này thì các em có thể gọi điện thoại tới số 0979086789 nhé. Hoặc là các em đến trực tiếp cửa hàng 369 Phan Đình Phùng Phú Nhuận để lựa cho đẻ luôn nha. Còn bây giờ thì chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu và hẹn gặp lại các em trong video sau nhé.